lau 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 nhấn đấy. Lau nhấn đấy, nhấn tiếp đó. Con dấu này thì nó cực kỳ bé nhá, cực kỳ bé luôn nhá, cực kỳ bé luôn các bạn nhá. Con dấu này nó chỉ có chưa đầy 1 cm đâu. Rồi đây, cái viên thuốc này thì nhiều các bạn biết nhá. Đấy, cái viên thuốc bé tí 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 này, bé tí 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 luôn. Đây mình dùng để đóng. Rồi lên luôn chứ, lên luôn chứ, nhưng là nó hơi mạnh, nó hơi nhòe đấy, đóng nó còn vỡ luôn cả cái viên thuốc này. Viên thuốc nó bé, nó mỏng như thế mà dùng kỹ năng thế nào mà đóng được lên viên thuốc này, nó lại là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Rồi 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 rồi, rồi. Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên đấy. Rồi đẹp trời. Nhìn rõ chữ luôn. Mà cái viên thuốc này nó cực kỳ bé, bé tí 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 luôn. Rồi ngày hôm nay thì Khắc Sầu Phong Vân gửi đến cho các bạn một cái sản phẩm hoàn toàn mới, một nội dung hoàn toàn mới. Đây là viên thuốc và đây là cái thước kẻ, các bạn thấy đùa này, bé. Nó chỉ là bao nhiêu, chưa đầy một phân, nó chỉ là 0,5 cm. Rồi thì Khắc Sầu Phong Vân chào các bạn nhé. Thì mình sẽ là giới thiệu qua nội dung cơ bản về cái sản phẩm hôm nay vừa giới thiệu các bạn rồi, cũng như là bên Khắc Sầu Phong Vân làm tất cả những sản phẩm liên quan đến con dấu đó. Và có những loại dấu đang rất là hot trên thị trường hiện nay, đó là dấu logo các bạn nhé. Dấu logo này và dấu dành cho trẻ em, cũng như là một số loại dấu chuyên ngành, thì Khắc Sầu Phong Vân đều đáp ứng được tất cả những loại dấu đó cho các bạn. Thì những cái video độc đáo này thì mình chỉ làm những cái sản phẩm nó mới lạ để các bạn xem chơi thôi. Đó thì cái sản phẩm dấu hoàn công này, dấu trẻ em này, dấu logo này, dấu tích điểm này, dấu tên này, vân vân. Đấy, thì Khắc Sầu Phong Vân đều đang làm những loại dấu đấy để gửi đến tất cả quý vị và các bạn nhé. Và trong cái video ngày hôm nay thì với những anh chị nào mới đến với Khắc Sầu Phong Vân lần đầu tiên xem kênh Khắc Sầu Phong Vân, thì nếu các bạn là những người đam mê những sản phẩm về con dấu, cũng như là các bạn cần tìm hiểu sâu về những con dấu, thì các bạn hãy đăng ký kênh các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem những cái video mới nhất, những video độc đáo và lạ lẫm gửi đến quý vị. Cũng như là nếu mà là quý vị mà các bạn mà thích Khắc Sầu Phong Vân giới thiệu những sản phẩm nào, cũng như là review những sản phẩm nào, thì các bạn hãy comment phía dưới nhé. Thì để là Khắc Sầu Phong Vân làm những cái video mới lạ để gửi đến các bạn. Và các bạn nếu cần những cái sản phẩm liên quan đến con dấu, thì các bạn hãy liên hệ với Khắc Sầu Phong Vân qua Zalo 0917086996. Và Khắc Sầu Phong Vân có địa chỉ tận 5 tỉnh thành lớn của cả nước. Thì các bạn hãy liên hệ qua Zalo Khắc Sầu Phong Vân. Trong những cái điều kiện phù hợp và gần gũi thì Khắc Sầu Phong Vân sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn nhé. Rồi tiếp tục vào nội dung chính ngày hôm nay, thì mình vừa mới quay cho các bạn xem những cái tiểu mục nó rất là thú vị đúng không. Ở đây có hai con dấu, một con dấu về chữ Detroit, cũng như là một cái hình đầu lâu đấy, nhìn rất là cá tính đúng không ạ, nhìn rất là cá tính. Bạn nào mà làm hình xăm thì các bạn cũng có thể là dùng cái loại mực này để các bạn nhấn lên trên da đấy, thay vì nhiều cái nội dung khác. Thì cũng có những vị khách nhà mình làm như vậy rồi đấy. Rồi
Thì khi mình đã tra mực, chờ mực khô này, đây mình sẽ lau mực này. Lau xong thì làm gì ạ? Đúng rồi, lau xong là mình sẽ chuẩn bị đã thử, đóng thử để cho các bạn cả cùng xem nó lợi hại như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng cái viên thuốc nhé. Cái viên thuốc này là viên thuốc nhé. Bởi vì là cho mình đóng lên, họ đóng lên thuốc, thuốc của con gà hay của con chó gì ấy. Đấy, họ muốn đóng lên thuốc con gà hay của con cún gì ấy. Thì mình thì lâu lắm rồi không dùng thuốc. Đấy, mình tìm mãi mới ra được cái viên thuốc mà khá lâu nay mình chưa dùng tới. Thì bởi vì nó là cái chất liệu thuốc không? Nó là chất liệu thuốc, nó là một cái loại chất bột không? Đấy, chất rắn bột. Thì không có thì mình phải tìm cái loại khác, chứ ra tiệm mua riêng một vỉ để mà đóng thì nó cũng không được. Thì mình vừa đóng cho các bạn xem nó lên chữ xong là cái lực ấn của mình cái lúc đấy là nó hơi mạnh một chút nên là nó hơi bị nhòe. Lên thì lên, nhưng mà mình đóng lòng tay một tí thì nó sẽ sát hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lòng tay hơn này. Đấy, rồi. Rất là xinh các bạn nhé. Rất là vào form. Đấy, rất là hay. Thì cảm ơn các quý vị đã xem cái các bạn xem cái video này. Thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ các dấu phong vân nhé.